Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông phát hiện mỏ dầu lớn nhất lịch sử, Việt Nam lo Trung Quốc nẫng tay trên. Ngành dầu khí Việt Nam vừa công bố phát hiện một mỏ dầu khí là mỏ Kèn Bầu, được cho là lớn nhất trong lịch sử của ngành trên Biển Đông. Cụ thể, ở lô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam thuộc bể sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc tỉnh Quảng Trị 65 km, cách Đà Nẵng 86 km. Đây là hình ảnh mỏ Kèn Bầu thuộc lô 114, nơi phát hiện mỏ dầu khí mới ở bể sông Hồng. Hợp đồng dầu khí lô 114 hiện do Eni Việt Nam là người điều hành, nắm giữ 50% quyền lợi và EP Limit nắm giữ 50% quyền lợi tham gia và hiện đang trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò. Theo thông tin công bố mới đây, công ty Eni của Ý đã phát hiện ra mỏ dầu khí mới có tên là Kèn Bầu với dữ lượng sơ bộ là 230 tỷ mét khối khí tự nhiên và 450 triệu thùng khí ngưng tụ. Eni ước tính có thể đi vào sản xuất vào năm 2028. Mỏ khí Kèn Bầu nằm ở khu vực lô 114 của bể sông Hồng, bờ biển phía đông bắc và đáng lưu ý là không thuộc khu vực tranh chấp. Với sản lượng tiềm năng 230 tỷ mét khối khí, mỏ Bầu Kèn có thể trở thành một siêu dự án tiếp theo cùng với hai dự án đang bị trì hoãn. Trữ lượng đã xác minh cho cá voi xanh là 150 tỷ mét khối và lô B là 176 tỷ mét khối. Từ kết quả nêu trên, các nhà phân tích của EPS lô 114 hiện đang xây dựng kế hoạch thẩm lượng tổng thể đối với phát triển Kèn Bầu trong những năm tiếp theo và khoan thăm dò các cấu tạo tương tự tại lô hợp đồng. Kế hoạch khai thác mỏ này như thế nào và liệu rằng Việt Nam có nguy cơ lại bị Trung Quốc đe dọa đến mức phải từ bỏ việc phát triển mỏ khí này hay không? Và đài phát thanh BBC từ London đã phỏng vấn ông Nguyễn Lê Minh, chuyên gia tư vấn chiến lược thị trường, thành viên hội đồng biên tập và phản biện tạp chí Năng lượng Việt Nam quanh các vấn đề này. Đây là hình ảnh vị trí mỏ Kèn Bầu trong lô 114 trên bản đồ dầu khí Việt Nam. Câu hỏi được đưa ra, được biết vừa qua, ngành dầu khí Việt Nam mới đây đã công bố việc phát hiện ra mỏ Kèn Bầu với trữ lượng dầu khí rất lớn. Ông có thể cho biết về phát hiện này hay không? Ông Nguyễn Lê Minh nói, mỏ Kèn Bầu nằm trong lô dầu khí 114 hiện do công ty điều hành dầu khí Eni Việt Nam làm nhà điều hành trong hợp đồng phân chia sản phẩm PSC. Trong PSC tại liên doanh Eni Việt Nam thì bên Ý nắm 50% cổ phần và bên EP Limit Ấn Độ giữ 50% cổ phần trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò. Theo Petro Việt Nam, tháng 5 năm 2019, các nhà điều hành thực hiện giếng khoan thăm dò thứ nhất. Đến ngày 29 tháng 2 năm 2020, họ bắt đầu giếng khoan thẩm lượng thứ hai. Đến ngày 29 tháng 7 năm 2020 thì kết thúc khoan 150 ngày. Kết quả thử vỉa cả hai giếng khoan này cho thấy tiềm năng trữ lượng khí rất lớn, ước tính từ 7 đến 9.000 tỷ phét khối khí tự nhiên, tương đương 200 đến 255 tỷ mét khối khí tại chỗ và khoảng 4 đến 500 triệu thùng khí ngưng tụ. Nếu các bước đánh giá phân cấp trữ lượng tiếp theo bảo lưu kết quả này hoặc gần với kết quả này thì đây là phát hiện lịch sử và là mỏ khí lớn nhất tính đến hiện nay tại ngành dầu khí Việt Nam. Petro Việt Nam cho hay có thể trong thời gian tới sẽ khoan thêm một vài giếng nữa trong mỏ Kèn Bầu. Câu hỏi tiếp tục được đưa ra, kế hoạch khai thác mỏ này như thế nào, hợp tác với những đối tác nào? Ông Nguyễn Lê Minh, hiện các bên chưa có kế hoạch cụ thể, vì kết quả trên đây mới chỉ là ước tính trữ lượng tại chỗ trong quá trình khoan thẩm lượng. Phải qua các bước tiếp theo như đánh giá, lập báo cáo trữ lượng thì mới ra kết quả chính thức. Sau đó mới công bố phát hiện thương mại để đi vào giai đoạn phát triển khai thác. Tuy nhiên, từ tiềm năng như trên, thì cơ cấu hoạt động có thể sẽ tương tự như ở mỏ cá voi xanh. Theo đó, dự kiến mỏ Kèn Bầu có thể đưa vào phát triển khai thác từ năm 2028, gồm 3 lĩnh vực. Và lĩnh vực thượng nguồn, theo hợp đồng phân chia sản phẩm PSC lô 114, cơ cấu cổ phần hiện là Eni 50% và ESA 50%. Sau khi công bố thương mại, Petro Việt Nam sẽ tham gia vào PSC với tỷ lệ cổ phần chỉ có 20%. Đây là hình ảnh chuyên gia Việt Nam và nhà điều hành Eni của Ý trong ngày phát hiện dầu khí tại mỏ Kèn Bầu. Lĩnh vực trung nguồn và hạ nguồn sẽ có sự tham gia của các công ty thành viên như PVN, như Tổng Công ty Khí PVCAS, Tổng Công ty Điện lực Khí PV Power và các đối tác mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Đối với trung nguồn, do đây là mỏ khí nên PVCAS tham dự xây dựng
và điều hành đường ống dẫn khí về bờ đến nhà máy xử lý khí, sau đó phân phối khí cho các nhà máy điện, khu công nghiệp và khí thương phẩm bán ra thị trường. Đối với hạ nguồn ở các nhà máy điện, PVN sẽ tham gia trực tiếp hoặc liên doanh hoặc giao cho PV Power làm chủ đầu tư đối với 3 hoặc 4 nhà máy điện. Nếu tương tự như mỏ cá voi xanh, các hoạt động từ thượng, trung và hạ nguồn sẽ được tính trong vòng đời 20 năm hoặc 25 năm vận hành và khai thác thương mại, khởi đầu tới năm 2028. Về mặt địa lý, mỏ Kèn Bầu nằm ở đâu? Trên biển Đông, câu hỏi được đưa ra. Vị trí này có gây do các lo ngại mới cho Việt Nam hay không trong bối cảnh Việt Nam đã phải hủy một số lô khai thác dầu khí với các tập đoàn nước ngoài do sức ép từ Trung Quốc? Chính phủ Việt Nam đã tính những yếu tố Trung Quốc khi công bố mỏ này hay chưa? Ông Nguyễn Lê Minh nói, mỏ Kèn Bầu nằm trong lô dầu khí 114 ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam thuộc bể sông Hồng, cách đất liền điểm gần nhất thuộc tỉnh Quảng Trị 65 km, cách Đà Nẵng khoảng 86 km. Đây là hình ảnh sản lượng dầu khí của mỏ Kèn Bầu là 14,6 tỷ mét khối một năm, cao nhất so với các mỏ hiện tại theo biểu đồ dầu khí Việt Nam. Vị trí mỏ này gần bờ nhất so với các mỏ dầu khí của Việt Nam nên khai thác sẽ thuận lợi, giá thành sẽ thấp hơn do giảm được chi phí đường ống và công nghệ tách và xử lý khí. Ngoài ra, về mặt pháp lý, mỏ Kèn Bầu cũng không lo ngại có sự tranh chấp chủ quyền đối với các nước khác. Về mặt chủ quyền, vị trí địa lý của mỏ nằm gần bờ, sâu trong thềm lục địa Việt Nam nên không ngại yếu tố Trung Quốc và cũng không có yếu tố Trung Quốc nào ở đây cả. Trên bình diện rộng, sắp tới, khi mà Nghị quyết Trung ương 8 về kinh tế biển đi vào triển khai đồng bộ, khu vực miền Trung nhiều nguồn lợi biển này sẽ rất nhộn nhịp vì ngoài dầu khí còn có đánh bắt thủy hải sản, hải dương học, giao thương hàng hải. Câu hỏi tiếp tục đưa ra, nhân việc Việt Nam phát hiện mỏ Kèn Bầu, nhìn lại các vụ việc trước đây, một câu hỏi được đặt ra là tại sao Trung Quốc luôn biết trước chương trình khoan ở ngoài khơi của Việt Nam như vậy? Có hay chăng việc lọt lộ thông tin từ đội ngũ tìm kiếm thăm dò dầu khí của Việt Nam hay còn khâu nào cần phải xem xét? Ông Nguyễn Lê Minh nói, theo tôi, do hệ thống mạng và quản trị mạng mà thôi. Vừa rồi, Petro Việt Nam có phối hợp với Cục An ninh mạng Bộ Công an để rà soát và đã phát hiện ra rất nhiều lỗ hổng. Hệ thống mạng bị tấn công, nhiều mã độc tấn công nhằm mục đích lấy cắp thông tin quan trọng và đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, đặc biệt là các hoạt động ngoài khơi. Hiện nay cũng chưa rõ các cuộc tấn công này là ở trong hay ngoài nước. Đây là hình ảnh từ năm 2014, các chuyên gia bảo mật thông tin mạng của Việt Nam Security Daily cho biết đã truy được web dai 1937cn.net, trang web chính thức của nhóm 1937cn, một trang hacker của Trung Quốc được lập ra với mục đích kích động hacker tấn công các trang web của Việt Nam. Thông tin tiếp tục cho hay, theo tôi biết thì phía Bộ Công an, ngoài việc tổ chức tập huấn về an toàn thông tin và bảo mật nhà nước cho các cán bộ nhân viên của ngành, còn phối hợp kiểm tra thông tin ngoại tuyến nhằm bảo vệ các hoạt động của Petro Việt Nam và các đối tác tốt hơn. Câu hỏi tiếp tục được đưa ra rằng, khi các chương trình khoan ngoài khơi của Việt Nam bị lộ thông tin, ai phải chịu trách nhiệm? Đến nay đã có ai phải chịu trách nhiệm về các dự án bị hủy bỏ do sức ép từ Trung Quốc hay chưa? Ông Nguyễn Lê Minh nói, thứ nhất, cần nói trước là Trung Quốc biết trước khá lâu nên họ kéo tàu bè đến gây áp lực. Trước khi giàn khoan di chuyển đến mỏ thì phần mềm vệ tinh và định vị và biết được câu chuyện sẽ dễ ứng phó hơn. Thứ hai, vì các chương trình khoan liên quan nhiều bên gồm các đối tác nước ngoài và Petro Việt Nam và nhà thầu khoan nên rất khó nhận biết thông tin lộ lọt từ chỗ nào. Về phía chủ nhà, Petro Việt Nam đã có giả soát nhưng không thấy có vấn đề về trách nhiệm cá nhân hay tập thể. Câu hỏi được đưa ra, việc bảo mật thông tin về các chương trình khoan khai thác và các phát hiện mới về các mỏ dầu mới trong ngành dầu khí Việt Nam được quy định thế nào? Việc công khai thông tin về mỏ Kèn Bầu liệu có gây nguy hiểm hay không? Tại sao không đợi đến khi khai thác mới công bố? Ông Nguyễn Lê Minh nói, theo tôi biết thì sắp tới Petro Việt Nam sẽ siết chặt quản lý bảo mật thông tin hơn nữa. Đây là hình ảnh chuyên gia dầu khí Nguyễn Lê Minh, thành viên hội đồng biên tập và phản biện tạp chí Năng lượng Việt Nam. Đối với mỏ Kèn Bầu như đã diễn giải ở trên, không bị ảnh hưởng gì về mặt pháp lý về đánh hải ở ngoài khơi cả. Về việc công bố thông tin, theo PSC là đặc quyền nhà thầu điều hành nước ngoài nên sau khi lập báo cáo trữ lượng, họ sẽ công bố chính thức. Câu hỏi được đưa ra, theo ông, cần có bài học nào được rút ra từ vụ việc Việt Nam phải hủy hợp đồng với Rosneft và Repsol vừa qua do sức ép từ Trung Quốc, đứng trên khía cạnh bảo mật thông tin ngành dầu khí? Ông Nguyễn Lê Minh nói, đối với dự án Cá Rồng Đỏ, Petro Việt Nam hợp tác với Repsol khó mà bảo mật vì mỏ đã vào giai đoạn phát triển khai thác
thì thông tin cập nhật về các hoạt động gia công chế tạo giàn khai thác kho chứa dầu rầm rộ cả trong và ngoài nước. Vì vậy, việc Trung Quốc gây sức ép là chuyện dễ hiểu. Đối với giếng khoan lô 0601 của Petro Việt Nam hợp tác với Rosneft, việc Trung Quốc biết trước khá lâu kế hoạch của Việt Nam triển khai giàn khoan đã được phía Việt Nam rút kinh nghiệm để có hoạt động thăm dò khai thác ngoài khơi về sau sẽ tốt hơn về tính bảo mật. Và việc này không chỉ riêng Petro Việt Nam mà cả các đối tác và nhà thầu khoan cần phải rút kinh nghiệm về nguyên tắc bảo mật thông tin. Tuy nhiên, sau khi thẩm lượng lại thì cần minh bạch các thông tin về dữ lượng dầu khí để thu hút các đối tác đầu tư quốc tế. Ông đã nói như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020 với bản tin Biển Đông phát hiện mỏ dầu lớn nhất lịch sử, Việt Nam lo Trung Quốc nẫng tay trên. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.